Chào các bác nhé, lại là em Thành Auto. Thì hôm nay có một con trâu đen sừng sững đang đứng ngay tại showroom của em Thành Auto đây. Một chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2011, số tự động máy xăng 2 cầu, đang có mặt tại showroom của em Thành Auto. Một chiếc Fortuner đẹp gắt luôn các bác nhé. Mà giá cả ăn xe này thì cực kỳ là hợp lý cho các bác. Chỉ bằng một chiếc Vios số sàn thôi ạ. Chỉ bằng một chiếc Vios số sàn, thậm chí là chưa bằng các bác nhé. Thậm chí là chưa bằng một chiếc Vios số sàn đâu ạ. Và bây giờ anh sẽ cùng các bác đi nhanh qua một vòng quanh ngoại thất, nội thất cũng như là động cơ của chiếc Fortuner số tự động máy xăng 2 cầu đang có mặt tại showroom của anh Thành Auto đây. Đấy, từng có giá tiền tỷ mà bây giờ chưa bằng một con Vios số sàn, có chết không các bác ạ. Và trực diện là cái phần đầu xe thì các bác có thể thấy hai bên hai cái cụm đèn pha nó mới cứng cựa luôn. Mới cứng cựa luôn các bác nhá. Được chủ xe người ta thay mới rất là đẹp rồi. Sáng choang, sáng quắc luôn. Đèn bi cầu salon siêu sáng. Đèn bi cầu salon siêu sáng. Các cái khớp lối đây nó còn rất là khớp khít và chuẩn chỉ rồi các bác này. Nó cái cụm đèn này nó mới nên là khỏi cần phải nói là nó còn trong veo hay trong vát đúng không ạ. Nó mới cứng cựa như thế này thì không phải bàn về cái chất lượng, cái độ trong của chiếc xe này rồi. Đấy, hông sườn xe phẳng căng và luột nà luôn. Hông sườn xe phẳng căng và luột nà luôn. Tay lắm cửa đã được ốp những cái đã được bọc macro đúng không ạ. Gương cũng vậy. Và nó đang đúc 6 chấu, nó đang đúc 6 chấu đã được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này. Trang bị phanh ABS, trang bị đầy đủ luôn các bác nhá. Và em xe này đang có một mức giá rất là hợp lý, nên là các bác nhớ xem đến cuối video để biết mức giá cả của em xe này như thế nào ạ. Các bác nhớ xem đến cuối nhá. Cụm đèn gầm cũng còn sáng choang và trong suốt như thế này ạ. Nắp capo đây, nắp capo phẳng lì phẳng lạt nha các bác nhá. Nắp capo phẳng lì phẳng lạt luôn, rất là chất lượng đúng không ạ. Các cái đường khớp lối chạy dọc quanh cái lắc capo này nó còn rất là đồng đều, rất là cân đối. Đấy, cụm đèn pha bên này thì cũng khỏi phải bàn về chất lượng rồi, nó rất là đồng đều rồi. Đấy, ta nhìn đi ạ, đèn gầm cũng sáng quắc luôn nhá. Hông sườn xe bên ghế tài đấy ạ, phẳng phiu vừa luột nà luôn, phẳng phiu vừa luột nà luôn. Đấy, lốp lắp này 4 quả còn rất là mới nhá, lốp lắp 4 quả còn rất là mới. Ta nhìn đi ạ, quá là chất luôn đúng không ạ. Lốp lắp 4 quả còn rất là mới luôn. Các bác đỡ phải lo lắng là về cái vấn đề thay lốp. Mà em xe này thì về công nghệ của nó thì riêng dòng Toyota thì không có điều gì để nói nhiều về công nghệ đúng không ạ. Đấy, phanh đằng sau vẫn sử dụng phanh tang trống này. Đấy, lốp lắp ở phía đằng sau đây thì nó không còn được mới như là lốp lắp ở phía đằng trước. Lốp lắp ở phía đằng trước là có vẻ là mới thay, còn lốp phía đằng sau đây nó cũng cái khe rãnh nó cũng hơi mòn rồi. Đấy, tổng quan từ phía đằng sau đuôi xe nhìn lên thì các bác có thể thấy em Fortuner này mang biển số là 34 đúng không ạ? Tức là đến từ quê hương Hải Dương. Quê hương Hải Dương. Em xe này chắc là 34 thì cũng là hai chủ rồi. Cũng là hai chủ rồi ạ. Hai bên hai cái cụm đèn hậu nó còn rất là đồng đều màu nhau, nó không bị lệch lạc tông màu. Và đi lại gần thì các bác có thể thấy là bề mặt cụm đèn hậu đây, cái nó không có một vết chầy, không có một vết xước này. Các bác nhìn đi ạ. Các cái khớp lối này nó rất là khớp khít và chuẩn chỉ nhá. Đấy, rất là chất lượng đúng không ạ. Và các bác nhìn đi ạ, cái màu đỏ của cái cụm đèn hậu nó còn rất là tươi, rất là tươi tắn. Xe đã được tích hợp camera lùi, tích hợp camera lùi. Cảm biến ở phía đằng sau cũng đã được trang bị đầy đủ luôn. Các bác nhìn đi ạ, cảm biến đấy ạ. Đấy, cụm đèn hậu bên ghế phụ đấy ạ, đẹp không kém gì cụm đèn hậu bên ghế tài. Đẹp không kém gì cụm đèn hậu bên ghế tài đúng không các bác. Rất là chất lượng. Đấy, các cái khớp lối giữa cái bàn ở sốc phía đằng sau và cái phần đuôi xe đây nó khít và nó đều như thế này, rất là chuẩn chỉ đúng không ạ. Nào, bây giờ em sẽ cùng các bác bước vào bên trong nội thất của chiếc xe này xem nó như thế nào nhá. Vừng ơi, mở ra nào. Vừng đã mở rồi các bác ơi. Vừng đã mở rồi các bác ơi. Trước tiên là phần keo chỉ của cánh cửa, nó zin từ trên zin xuống dưới. Nút giảm chấn còn nguyên. Đấy, tổng quan cái táp ly đây còn rất là mới đúng không ạ, rất là mới. Cái phần này nó là da này, phần này nó làm bằng da này các bác nhá. Đấy, rất là xịn sò. Nút chỉnh điện auto, các cái phím nó vẫn còn hoạt động rất là trơn tru và êm ái đúng không ạ. Tổng quan cái khoang lái, nơi mà các bác ngồi trực tiếp điều khiển chiếc xe này đây, ghế da thì đã được bọc mới lại rất là đẹp, bọc mới lại rất là đẹp. Đấy, ghế chỉnh điện 100%, ghế chỉnh điện 100% nhá.
ghế già càng mọng càng mồi, mới bọc lại có khác, đẹp thế các bác ạ. Nào, bước lên bên trong, vào bên trong để ngồi cùng chia sẻ với các bác bên trong cái nội thất con xe này. Đây cái phím chỉnh điện này. Đấy, bật. Đấy, gương kính chỉnh điện nhá, gương kính chỉnh điện này. Đấy, cái vô lăng đây. 9 năm vần vò. 9 năm vần vò nhưng mà có thể nói là cái vô lăng nó không bị sờn. Nó không bị sờn, nó không bị bật ra. Nó không bị bật ra nhá. Đấy. Màn hình Android cũng đã được trang bị ở trung tâm tablo. Rất là sáng sủa và đẹp trai. Rất là sáng sủa và đẹp trai đúng không ạ? Tablo còn rất là mới, các bác nhìn ạ, tablo còn rất là mới nhá. Đấy. Điều hòa auto. Điều hòa auto các bác nhá. Khóa thì vẫn dùng sử dụng khóa cơ thôi. Đây. Chỉnh hai cầu bằng cơ này, chỉnh hai cầu bằng cơ này. Cái tay đấm số này. Tay đấm số thì nó có hơi một vài cái vết chày ở chỗ này. Đây. Chắc là do cọc cái chìa khóa vào đây đây. Chứ còn cái tay đấm số này thì cũng còn khá là ok, đúng không ạ? Về nội thất thì tổng thể em xe này em đánh giá là nó còn đạt khoảng tầm 70%. 70% trần nỉ đây, nhưng nó cũng còn rất là sáng sủa và đẹp đẽ. Ba vùng điều hòa cho cả người ngồi hàng ghế thứ hai và người ngồi hàng ghế thứ ba, rất là chất lượng. Nào, lật cái lắp cabo lên để cho các bác xem qua cái động cơ, trái tim của chiếc xe này xem nó như thế nào nhé. Thì trước tiên là chúng ta sẽ sang cái hàng ghế thứ hai một chút nhé. Sang cái hàng ghế thứ hai một chút nào. Đấy, cánh cửa đóng nó rất là chắc chắn. Sang hàng ghế thứ hai. Ra ghế thì khỏi phải bàn rồi, đúng không ạ? Nó còn rất là mới. Khoang hàng ghế thứ ba đây ạ. Hơi tối một tí nha các bác nhé. Hơi tối một tí, các bác thông cảm giúp em. Không đánh ra ngoài quay cho các bác được. Đấy. Keo chỉ ở cánh cửa hàng ghế thứ hai này cũng còn zin đét theo xe. Nút giảm chấn còn nguyên, đúng không ạ? Tổng quan cái cánh cửa thì nó cũng vẫn còn rất là mới, rất là mới mẻ và đẹp đẽ. Cái chỗ này thì nó có hơi một cái vết xước một tí, hơi một vết kèo xước một tí, thế thôi. Thế còn nội thất của con này là khá là ok rồi. Nào, ra lật cái lắp cabo lên để xem đánh giá về cái máy móc của chiếc xe này xem nó như thế nào các bác nhé. Các bác chờ một chút. Lắp cabo của tuner thì nó hơi đầm tay một chút. Đây. Thì ngay dưới lắp cabo thì em xe này, đây là cỗ máy động cơ của chiếc xe này đây. Các bác chờ một chút, em bật cái đèn flash lên để cho các bác nhìn cho nó sáng ạ. Đấy, da rẻ máy móc nó còn rất là tươi nhá. Da rẻ máy móc của nó còn rất là tươi. Đấy, các bác nhìn đi ạ. Đấy, da rẻ máy móc của nó còn rất là tươi. Đấy. Ốc ác này, máy móc rất là khô ráo và sạch sẽ nhá, không bị loang dầu loang nhớt. Không bị loang dầu loang nhớt nhá các bác nhìn nhá. Không bị loang dầu loang nhớt. Đấy. Máy móc rất là khô ráo và sạch sẽ. Vóc ngó đi ạ. Đấy. Một cỗ máy rất là chất lượng của Toyota Fortuner. Số tự động máy xăng. Đấy. Keo chỉ này. Keo chỉ lắp cabo nhá. À, đoạn này mất tí chỉ này. À không phải. Nhưng mà đây đoạn này là nó có hơi dạn một chút này. Chắc là có một chút cọ quẹt nhỏ cái chỗ này. Có một chút cọ quẹt nhỏ ở chỗ này nhá. Nào, keo chỉ này có một chút cọ quẹt nhỏ cái góc kia nhá. Đấy, chỗ này là cũng có hơi móp mép một tí, nhưng mà chắc là va quẹt và cọ quẹt với cái thanh răng này, đúng không? Đây, các cái lỗ tròn đây, cái đoạn này là cũng bị một chút hay sao này các bác này. À không, lỗ này thì còn tròn đấy chứ, lỗ này còn tròn nhá. Đấy, xem cái giẳng ngang là đây, cái khu này nó tròn này, tròn vo này. Đấy, lỗ này cũng tròn này, lỗ này cũng tròn này. Đây, chắc là bị một phát vào đây hay sao mà cái chỗ này nó cong keo này. Đấy, có một chút cọ quẹt nhỏ ở đây này. Đấy, thế thôi, chỉ bị mỗi chỗ đấy nữa thôi. Đấy, và đối chiếu thẳng cái góc này xuống này thì nó xuống cái này, thì cái giằng ngang chỗ này cũng bị một chút này. Đấy, bị một chút này các bác này. Đây, nhưng mà cái dưới đây thì nó vẫn còn tròn này. Đấy, con này thì hình như là như thế này thì không biết là nó cọ quẹt kiểu gì, nhưng mà đây nó chỉ là cọ quẹt thôi các bác nhá. Chứ còn máy móc đây thì là ốc chân máy nó còn chưa ra này.
Ốc chân máy của em này nó còn chưa ra luôn. Máy móc thì các bác yên tâm. Đấy, thế còn đi xe thì sau 11 năm đi thì không thể tránh khỏi được những cái chuyện quọ quẹt. Sau 9 năm đi chứ thì không tránh khỏi được những cái quọ quẹt nhỏ như vậy, đúng không các bác? Đấy, thì em xe này đang được chào bán công khai đến các bác là 450 triệu đồng. 450 triệu đồng cho chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2011, số tự động, máy xăng, hai cầu, động cơ 2.7 đang có mặt tại showroom của Thành Auto. Một cái mức giá rất là hợp lý cho các bác xúc em xe này rồi. Vâng, để biết thêm chi tiết cũng như là muốn thương lượng về giá cả thì các bác hãy gọi trực tiếp cho em Thành Auto theo cái số điện thoại 0979 188 958 để được hỗ trợ tư vấn, gửi hình ảnh kèm video đầy đủ báo giá chi tiết nhất cho các bác thông qua Zalo về em Fortuner số tự động, động cơ 2.7 máy xăng này. Vâng, còn bây giờ thì em cũng xin phép là tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin phép chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.